Trong chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky đến Paris, Pháp cam kết cung cấp nhiều xe tăng và xe bọc thép cho Ukraine. Theo thông cáo chung sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 14 tháng 5, Pháp cam kết gửi thêm hàng chục xe tăng hạng nhẹ và xe bọc thép tới Ukraine, đồng thời cung cấp các khóa huấn luyện cần thiết để binh lính nước này sử dụng chúng một cách hiệu quả. Trong những tuần tới, Pháp sẽ huấn luyện và trang bị cho Ukraine hàng chục xe bọc thép và xe tăng hạng nhẹ bao gồm AMX-10AC, thông cáo chung cuộc gặp lãnh đạo Pháp và Ukraine cho hay. Paris cũng sẽ tập trung nỗ lực hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine nhằm bảo vệ người dân nước này trước các cuộc tấn công của Nga. Tuyên bố cũng cảnh báo gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ukraine và Pháp đồng ý về sự cần thiết phải tăng áp lực lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm làm suy yếu năng lực thực thi chiến dịch quân sự của Moscow, thông cáo nêu. Tại Paris, ông Macron tái khẳng định Pháp sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ chính trị, tài chính, nhân đạo và quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Chuyến thăm Paris là một phần trong chuyến công du cuối tuần của ông Zelensky tới một số đồng minh chủ chốt của châu Âu nhằm kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính trước cuộc phản công lớn của Ukraine. Mới đây, chính phủ Đức tuyên bố sẽ gửi cho Kiev gói viện trợ thiết bị quân sự trị giá 2,4 tỷ bảng Anh. Gói hỗ trợ mới nhất của Đức cho Ukraine sẽ bao gồm xe chiến đấu bộ binh 20 Marder, 30 xe tăng Leopard 115, xe tăng phòng không Zepard, 200 máy bay do thám, cũng như 4 hệ thống phòng không Iris-T đi kèm đạn pháo. Xung đột Nga-Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp khí tài cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.